Vâng, Hoàng Nam Audio xin chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Và hôm nay em xin phép em vừa cập bến một chiếc đầu CD, đó là Esoteric K03X. Vâng, đây là một trong những dòng cao cấp của hãng. Vâng, thì sau đây em xin phép được quay cận cảnh chi tiết để giới thiệu đến toàn thể tất cả các bác về đầu CD cao cấp này. Vâng, với một thiết kế phải nói là rất là đẹp. Vâng, và được bố trí phải nói là rất là hợp lý, rất là tuyệt vời, mang những đường nét phải nói là rất là khỏe mạnh và không kém phần quyến rũ chi tiết. Vâng, thì trước mặt toàn thể tất cả các bác đây là chiếc đầu CD, thì em xin phép được quay cận cảnh chi tiết để các bác có thể thấy rõ được vẻ đẹp của chiếc đầu CD này. Vâng, trong tình trạng đẹp xuất sắc, khung thùng xốp hai lớp và đầy đủ phụ kiện đi kèm khiển và dây nguồn. Vâng, dạ vâng, đầu cũng tích hợp giải mã rời, vì vậy là các bác có thể sử dụng cổng USB để chơi nhạc số cũng như là chơi nhạc số từ các thiết bị khác. Vâng, thì mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 0779228891 để em có thể được tư vấn cũng như gửi hình ảnh chi tiết nhất về sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn những thắc mắc, giải đáp những thắc mắc mà các bác có thể cần biết về những sản phẩm của bên em. Vâng, thì sau đây em xin phép được quay ở đằng sau và giới thiệu qua về những cổng kết nối cũng như là tính năng của chiếc đầu CD Esoteric K03X này. Vâng, đây là cổng kết nối RCA. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy. Vâng, cổng còn rất đẹp, rất mới. Vâng, đây cổng RCA LED và RAI. Vâng, và XLR kết nối cổng ca lông, và đây là cổng coaxial RCA XLR. Vâng, đây là cổng optical USB. Vâng, và clock để các bác có thể kết nối vào. Vâng, các bác có thể bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để theo dõi những video clip về những sản phẩm mới của bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác. Cảm ơn toàn thể tất cả các bác đã theo dõi.